tạm nhờ. Sau đây tôi xin đưa ra cái cách giải quyết tình huống của mình. Em như vậy là không có được, vậy thì em phải tập trung nghe bên cạnh. Alo, có mà nhà mình lù lù trối rồi tôi trốn bò trốn rồi tôi đó. Alo, alo. À, cô xin lỗi tất cả các em. À, thật ra vừa rồi chúng ta nói về hoạt động giao tiếp và chúng ta đang trình bày một bài giao tiếp. À, vừa rồi cô vì quá quan tâm đến cái chất lượng bài giảng và quên đi cái kỹ năng giao tiếp của mình và sự không khéo léo. Bây giờ lớp ta ngồi một chút xíu, cô sẽ giải quyết việc này. Xin lỗi em vì quá chú tâm vào bài giảng mà mình không có sự sống tốt lắm. Mình thật sự đồng cảm với em chuyện đó. Bây giờ như nào em hãy cố gắng vào chấp lại tâm trạng của con là không tốt được đâu. Em hãy gọi điện thoại cho gia đình xem như nào để cô cùng với là lớp cũng như là nhà trường sẽ có những cái hoạt động cụ thể. Cô xin lỗi em vì hoạt động đó không hay được. Dạ, em xin hỏi đợi thay bởi vì hồi nãy em quá lo về việc gia đình cho thầy rồi. Vào điện thoại và gọi điện thoại cho nhà đi. Sau đó thì tôi sẽ cố gắng làm việc với lại lớp cũng như là có liên hệ với lại nhà trường, bên công đoàn trường hoặc là bên đoàn thanh niên của trường để có những cái hành động cụ thể trong cái quá trình giúp đỡ sinh viên cũng như là gia đình sinh viên và có những cái cách thăm hỏi sinh viên để trấn an tinh thần của sinh viên của mình. Cái quá trình xử lý tình huống này của tôi dựa trên những cái nguyên tắc về giao tiếp ứng xử sư phạm như là đồng cảm, thiện cảm. Tiếp theo đó là nguyên tắc tôn trọng sinh viên cũng như là trên cơ sở thấy được luôn luôn tôn trọng cũng như là thấy được sửa chữa những cái lỗi lầm hoặc là những cái hạn chế ở trong cái quá trình giao tiếp ứng xử của mình để từ đó mình hoàn thiện và phát triển cái năng lực nghề nghiệp hơn. Xin cảm ơn tất cả. Vâng, và tiếp theo là phần trình chiếu đáp án phần xử lý tình huống của Đại học Sư phạm Đại học Huế. Thank you.
Vâng, xin cảm ơn. Và tiếp theo sau đây